What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì theo cái phong trào hiện tại là các cái game mobile nhất, đặc biệt là các cái game bắn súng như PUBG hay là Rule of Survival thì nó đang rất là hot trên thị trường. Trước đây thì mình đã có review cái con Handjoy K1 chuyên dùng để chơi các cái tựa game trên mobile, thì mình có thể map phím cũng như là mình có thể gắn thêm chuột vào để mình chơi. Thì cái đó rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ review thêm cho các bạn một cái con nữa, đó là con Delus S2. Thì cái này thì nó đơn giản chỉ là một cái kệ thôi, rất là nhỏ gọn như thế này. Đó, mình có thể nhìn thấy là nó nhỏ còn chưa bằng một cái điện thoại của mình nữa. Đó, cái kệ này thì dùng để điện thoại lên như thế này. Mình có thể coi phim hoặc là mình chơi game. Nhưng mà cái kệ này rất đặc biệt là nó sẽ có hai cổng USB này. Cổng này sẽ là để cắm phím và chuột vào để mình có thể map nút mình chơi các cái game trên điện thoại di động giống như game Rule of Survival hoặc là PUBG. Thì có một cái đặc biệt nữa là cái này nó không cần root hoặc là không cần phải jailbreak dành cho iOS đấy. Hiện tại thì mình đang sử dụng trên Android thôi, tại vì iOS thì mình chưa có tìm được các cái kết nối cho iOS. Thì với Android thì đấy rất là dễ dàng thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách kết nối với lại Android. Thì đầu tiên chúng ta cần đó là phải có một cái dây cáp. Dây cáp của điện thoại của các bạn á, thì cái dây cáp này khi mà các bạn mua điện thoại chắc chắn là phải có rồi. Mình sẽ cắm vào cái cổng có chữ KB ở đây. Đó, cái cổng này. Cắm vào đây. Tức là mình sẽ kết nối giữa cái máy này với cái điện thoại. Mình sẽ bật lên, ở đây nó sẽ có công tắc gạt, thì mình gạt lên để cho nó sáng đèn. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đèn nó đang nhấp nháy ở đây, tức là nó chưa có kết nối với lại cái điện thoại. Mình sẽ cắm cái cáp này vào trong chiếc điện thoại của mình. Đó. Các bạn lưu ý là mình phải mở USB debugging ở trên điện thoại trước nhé. Thì nếu như mà muốn mở được cái USB debugging á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở trên Android luôn. Đó. Thì khi mà các bạn cắm dây cáp vào trong cái điện thoại thì nó sẽ hiện lên một cái trang web như thế này. Đấy. Thì lúc này đây là cái trang web để mình tải cái phần mềm á, thì mình sẽ nhấp vào cái dấu đỏ ở đây. Đó. Nó sẽ hiện lên chữ download, mình sẽ ấn download. À, trong thời gian trong lúc chờ đợi cái nó đang download thì mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn cái mở USB debugging của thằng Android nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong phần setting. Đó. Sau khi mình vào trong phần setting rồi thì mình kéo xuống chỗ about phone hoặc là about tablet. Đó. Nói chung là nó là thông tin điện thoại á. Đó, thì các bạn sẽ tìm vào trong cái chỗ có chữ BUI number này đây. Thì mình nhấp vào trong này tất cả là 8 lần. Thì khi mà mình nhấp đủ 8 lần thì nó sẽ hiện lên cái dòng bạn đang ở trong phần developer mode, tức là đã trong phần phát triển, nhà phát triển á. Thì sau khi các bạn đã mở thành công rồi thì ở ngoài này nó sẽ có thêm cái dòng đó là developer option. Nhấp vào đây. Đó. Ok. Và trong này thì mình sẽ tìm đến cái USB debugging ở đây. Có cái dòng USB debugging thì mình tích chọn OK hoặc là bật lên. Đó, như vậy là mình đã mở USB debugging thành công. Thì sau khi mở xong thì chúng ta sẽ vào trong cái phần mềm vừa mới tải về. Nhấp tải luôn. Nhấp cài đặt. Đó, mình sẽ đợi nó cài đặt vào trong máy. Mở nó lên. Sau khi cài đặt thì mình mở nó lên. Cái này thì kết nối khá là dễ. Cái này mình ấn vào chỗ Go to Game World luôn để nó chạy xong. Không cần phải vào trong Turtle đâu. Đó, net, start, skip. Đó. Cái này thì nó sẽ yêu cầu là không có, do mình đang mạng đang lag cho nên là nó sẽ có hiện lên cái dòng đấy. Sau khi mình vào trong cái phần mềm rồi thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như này. Cái giao diện này là giao diện để mình tải game á. Đó. Thì mình sẽ vào trong cái phần game Spirit ở đây, Go to Game. Lúc này nó sẽ có yêu cầu đó là mình mở cái map. Đây, mình skip hết đi. Skip hết. Đó, mình sẽ có yêu cầu đó là mapping on. Thì cái này mình sẽ nhấp vào cái dòng chữ restart này này. Đó, cái, ở đây nó sẽ có cái dòng chữ restart, hoặc là nếu mà bạn nào đang off màu đỏ đây á, thì mình phải nhấp vào đây để cho nó kết nối với lại cái điện thoại này, nó mở được. Tại vì do máy của mình đã kết nối sẵn rồi cho nên là không cần phải làm lại bước đấy. Còn cái phần Gamepad Not Connection này thì mình phải bật Bluetooth của cả máy lẫn của cả
chiếc đế này luôn. Thì lúc này là nó vẫn đang nhấp nháy, tức là nó vẫn chưa có kết nối với lại điện thoại của mình. Thì mình vào trong, lúc này mình sẽ vào trong mở Bluetooth lên. Mình sẽ đợi cho nó tìm được cái thiết bị. Đó, khi nào mình tìm thấy chữ Delos S2 này, cần cái số sau thì không quan trọng, thì mình sẽ nhấp kết nối vào chiếc điện thoại Delos S2 đó. Rồi mình sẽ quay lại cái phần Game Sir. Lúc này nó sẽ hiện cái dòng Delos S2 Connected. Đó, bạn nhìn thấy đây là nó hiện đã là kết nối thành công rồi đấy. Thì sau khi kết nối thành công thì chúng ta sẽ trong nhấp vào cái dấu cộng này, tức là Add a Game á. Thì ở đây mình sẽ có rất là nhiều game mình đã tải sẵn rồi, thì mình sẽ thử một số game, ví dụ như là Rule of Survival đi, với lại BOBG Mobile phiên bản quốc tế nẹp. Rồi mình đã có hai game ở trong cái danh sách game như này. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi nhé. Mình sẽ vào Rule of Survival trước. Đó, khi mà vào game thì các bạn có thể thấy cái giao diện là nó sẽ có tất cả các cái nút ở đây, và nó có một cái game pad màu xanh nhỏ nhỏ ở đây này. Mình nhấp vào đây để mình tùy chỉnh. Thì cái này mình có thể ấn nút này để tắt hoặc là hiện các cái nút ở trên map. Còn cái nút màu xanh này phải là connected thì mình mới sử dụng được nhé. Mà sau khi mình đã kết nối Bluetooth rồi thì mình có thể tháo cái dây này ra. Đó, tháo cái dây để mình kết nối với điện thoại ra, bỏ qua một bên. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mình sử dụng map nút cũng như là mình cắm bàn phím với chuột vào đây. Thì trong lúc mình đang load game thì mình có thể cắm một con chuột không dây, con chuột không dây của Igloo. Đó, cắm vào cái phần bên này. Đấy. Và tiếp theo là mình sẽ dùng một cái bàn phím. Một cái bàn phím này là bàn phím rất là nhỏ gọn của thằng Delus luôn, bàn phím một tay thôi. Đó. Mình cũng cắm cái bàn phím nó vào đây, cái lỗ này luôn. Ok. Rồi, sau khi đã cắm phím và chuột vào rồi thì mình sẽ để kê cái điện thoại lên như thế này. Và bắt đầu bây giờ mình sẽ chiến game thôi. Đó, sau khi mình vào game rồi thì các bạn có thể dùng cái nút chuột giữa của bất kỳ con chuột nào á, mình sẽ nhấp vào. Thì nó sẽ đổi sang phần chế độ đó là con chó, tức là mình sẽ có một cái con chó chuột chạy trên màn hình như thế này. Thì mình có thể điều khiển mình vào mình nhận event này. Đó, y như là trên máy vi tính thôi, không khác gì hết. Đó, rất là đơn giản. Rồi ok, sau khi mà mình đã vào trong game rồi thì chúng ta có thể nhấp thêm một lần nữa để chuyển sang chế độ đó là bắn súng bình thường đấy. Thì mình ấn Start để mình vào trong game. Thì ví dụ mình đổi sang này, ấn Start. Rồi, đợi nó mát. À, các bạn đợi cho nó load game. Thì các cái nút này ở trên cái bàn phím này á, thì mình cũng có thể điều chỉnh được thành bất kỳ nút nào mình thích. Và cái con bàn phím này thì rất là nhỏ gọn luôn. Đây, các bạn này nó chỉ dùng có một tay thôi. Và con này dùng cho PC nhé, không phải dùng cho vi tính. Đó, này nó chuyên để chơi game thôi, cho nên nó rất là nhỏ. Rồi, bây giờ chúng ta đã vào game rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy cái giao diện của nó là sẽ giống y chang như thế này. Khi mà mình map phím thì một là nó sẽ auto cho mình, tức là những cái game này nó sẽ tự auto cho mình những cái nút điều hướng như thế này rồi. Và nút con chuột, chỏ chuột này nó cũng sẽ auto cho mình đấm luôn, hoặc là bắn, đó, rất là dễ dàng, nó sẽ auto như vậy luôn. Còn nếu như mà các bạn muốn là mình thử đợi các cái nút khác nhau, mình sẽ đổi vị trí các nút khác nhau á, thì mình sẽ nhấp vào cái gamepad màu xanh nhỏ nhỏ trên này, rồi mình nhấp vào phần setting. À, lúc này nó sẽ hiện lên bản đồ tất cả các nút đó, thì mình có thể di chuyển bất kỳ nút nào mình thích. Ví dụ như là con chuột ở đây, đây chính là con chuột đây, thì mình có thể cho nó ở bên góc này hoặc là giữa màn hình hoặc là bên góc trái đây. Đó, cái này là nút chuột phải này. Đó, rất là đơn giản. Đó, sau khi xong thì mình ấn nút X ở đây để nó tắt cái phần này đi. Đó, mình lưu lại thôi, rất là dễ luôn. Còn nếu như mà bạn muốn sử dụng một cái nút mới mà nó ở trong cái bảng này nó không có, thì mình nhấp vào dấu hỏi đây. Sau đó mình chẳng hạn như cái nút này là nút, để mình xem coi, nút V chẳng hạn, nó chưa có thì mình nhấp nút V, thì nó sẽ hiện ra cái chữ V ở ngay chỗ dấu hỏi đây. Mình kéo nút V ở bất kỳ, mình thả bất kỳ chỗ nào cũng được luôn, rất là đơn giản. Mình ví dụ như mình thả đây để tóm tắt bản đồ chẳng hạn. Đó, ok, nếu nó giữ ít ở đây. Đó, thôi bây giờ mình sẽ thử là
nhảy dù và thử chiến thử nha. Ok, như các bạn đã thấy là mình chuyển sang cái hướng này cho nó dễ nhìn. Đó, thì các bạn đã thấy là mình đang sử dụng chuột phím để mình điều khiển cái con của mình ở trên game Rule of Survival. Thì khi mà mình đang sử dụng chuột với phím thì quay của nó rất là dễ dàng và rất là nhạy. Chỉ có điều là có chuột với phím của mình thì nó đã ok rồi, chỉ có điều là cái máy của mình nó có đủ mạnh để mà mình chơi mượt game hay không thôi. Đó, rất là dễ luôn. Như những cái này chẳng hạn như mình chưa có nút thì mình ấn vào cái này rồi ấn vào setting này thì nó sẽ hiện nút ra. Thì lúc này mình sẽ nhìn xem thử là cái nút đây là nút G đúng không, thì mình tắt đi này, nút G đâu đây, lên xe rất là dễ. Để mình điều khiển xe qua lại đó, lái đi ngon lành luôn. Còn nút V là map, như hồi nãy mình đã chẳng hạn như nút map ở bên này đi, không biết nút map là mở nút nào đây, để mình xem coi nào. M đó, chẳng hạn đây nút M là nút map thì mình sẽ ấn M trên bàn phím để mở map đó. Khi mà mở map thì nó cũng sẽ tự động nhảy ra con chó chuột luôn, để cho các bạn có thể như mình có thể kéo cái map của mình đó, đó to nhỏ khác nhau, nhấp vào cho nó to ra chẳng hạn đó, mình kéo đi đó, rất là dễ. Tắt map đi thì nó cũng sẽ mất luôn, rất là thông minh. Đây là cái giao diện mà mình để vào trong túi đồ, thì mình cũng có thể mình có cái con chó ở đây mình có thể quăng đồ như này, rất là nhanh và tiện. Đó, mình sẽ kéo 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 y như là trên mình đang sử dụng ở trên máy tính vậy đấy. Ở đây thì mình có thể mình chọn bằng cái này cho nó nhanh. Xong, giết mình rồi. Đó, như các bạn có thể thấy là nó điều khiển rất là dễ dàng, y hệt như trên máy vi tính luôn. Tương tự thì các bạn nếu có thể chơi được ở trên game PUBG cũng được, rất là đơn giản. Cái này thì nó rất là dễ, tại vì dùng Android nó sẽ mình có thể mình map phím mà cũng như là không có hạn chế về các cái phần mềm. Tại vì riêng iOS thì nó hơi khó. Thì đây là cái đơn giản nhất mà mình có thể hướng dẫn cho các bạn. Rồi, thì nếu các bạn muốn mua thì giá của sản phẩm này là 950.000, chưa bao gồm phím với chuột nha. Bao gồm phím với chuột thì mình phải mua riêng đấy các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.